Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia vào cái dự án Alternative Testnet. Thì hiện tại đang họ đang có chương trình Testnet, đó là bên là mua tên miền. Thì hồi nãy mình cũng có đăng ở trên kênh channel Telegram rồi. Bạn nào làm rồi thì thôi. Còn bạn nào chưa làm thì chưa biết làm thì có thể làm theo cái dưới hướng dẫn của mình nhé. Thì đây là một cái mạng lưới riêng. Thì nó có tên mã token đó là ONT. Với lại là gas phí là tên mã token là ONG nha. Đó là Onigiri Gas. Thì hiện tại thì con token này cũng đã có mặt ở trên Binance rồi. Với lại Huobi nha. Ok, thì để tham gia vào cái testnet này thì các bạn cần phải thêm cái mạng lưới này vào ví MetaMask của các bạn. Thì về việc thêm mạng lưới thì các bạn có thể là vào chainlist.org. Rồi các bạn coinnet với lại cái ví MetaMask của các bạn. Sau đó các bạn search tìm cho mình đó là tên là ONT. Sau đó các bạn nếu mà nó không hiện ra cái mạng lưới testnet á thì các bạn bật cái thanh testnet này lên giống mình nhé. Các bạn bật lên thì nó sẽ hiện ra là Ontory testnet thôi nhá. Chain ID của nó là 5851. Thì sau đó thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút add to MetaMask thôi nhá. Các bạn ấn vào nút add to MetaMask, chúng ta add cái mạng lưới testnet của cái Ontory này vào ví MetaMask của chúng ta. Ok, thì sau khi các bạn ấn nút Add to MetaMask thì cái ví MetaMask nó sẽ tự động mở ra và nó yêu cầu các bạn là phê duyệt. Thì các bạn phê duyệt, sau đó các bạn nhấn nút chuyển mạng luôn thì trên ví MetaMask nó sẽ tự động chuyển sang mạng lưới testnet này cho chúng ta luôn. Ok. Ok, thì sau khi các bạn đã thêm mạng lưới này xong rồi thì đối với bạn nào mà không biết thêm mạng lưới thì mình có để cái thông số ở trên kênh Telegram á, các bạn có thể là vào các bạn add nhé. Các bạn add vào thôi. Bạn nào không muốn vào chain list thì có thể là mở cái ví MetaMask ra, rồi các bạn chọn vào phần chuyển mạng này nè. Sau đó các bạn nhấn nút thêm mạng, rồi các bạn thêm mạng vào thôi. Các bạn điền mấy cái thông số này vào là xong thôi. Ok, thì sau khi các bạn đã thêm mạng xong thì các bạn cần phải forget cái những cái đồng testnet để chúng ta là mua tên miền nhé. Ok, thì để forget thì các bạn chỉ cần copy lại cái địa chỉ ví của các bạn thôi. Thì sau khi các bạn add cái mạng lưới này vào á thì trên ví MetaMask nó, của các bạn tất cả các mạng lưới mà các bạn đã add ở trên ví MetaMask nó sẽ dùng chung một cái địa chỉ ví thôi nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn. Sau đó các bạn vào link Falcat, các bạn dán cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn vào đây. Rồi các bạn nhấn nút apply. Ok, như vậy là các bạn cứ nhấn vào một cái thôi nhé, rồi các bạn đợi nhé. Các bạn chỉ cần nhấn vào một lần thôi, các bạn đợi thì sau đó nó sẽ hiện ra thông báo đó là application success. Thì các bạn có thể là nó sẽ gửi cho các bạn một số đồng testnet về ví MetaMask của các bạn. Đây là 100 ONG. Ok, thì sau khi các bạn file kẹt xong thì các bạn vào link trang web đó là ont.domain sạc min. Thì để chúng ta là mua tên miền testnet của họ thôi. Còn về phần thưởng thì mình không rõ là phần thưởng gì nhé. Các bạn cứ tham gia trước đi. Này cũng đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần mua tên miền rồi để đó thôi. Ok, thì về cái link testnet mình, các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn connect với lại cái ví MetaMask của các bạn ở bên mạng lưới là Ontonity testnet nhé. Các bạn connect kết nối. Nếu mà nó không hiện ra thì các bạn nhấn vào nút connect wallet một lần nữa nhé, thì nó sẽ hiện ra thôi. Ok, và nó sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của các bạn kèm theo là trên ví của các bạn đang có bao nhiêu ONG. Ok, tiếp theo để mua domain thì các bạn cần phải là tìm một cái domain cho riêng bạn. Cũng như là tương tự như là khi mà các bạn tạo một cái trang web thì các bạn muốn tạo cái tên gì đẹp thì có thể là tìm rồi các bạn mua cái tên đó thôi nha. Sau đó sau khi các bạn tìm một cái tên xong thì các bạn nhấn vào nút Share. Ồ, như vậy là nếu mà nó hiện ra như thế này là có nghĩa là cái tên miền này các bạn là cái tên miền này đã có người mua nhé. Thì các bạn tìm một cái tên khác thôi. Ok, có người mua hết rồi. Ok.
Thì đối với sau khi các bạn tìm tên xong, những cái tên nào mà được mua á, thì nó sẽ hiện ra màu xanh như thế này nhé, là những cái tên đó các bạn có thể mua. Thì đối với cái tên miền của các bạn á, đối với cái tên miền của bạn nó sẽ ghi rõ chú ý dưới đây luôn này. Thì hai chapter có nghĩa là hai từ, hai từ thì với giá của nó là 2.500 ONG nhé, và ba từ thì là 500, là bốn từ là 125, và năm ở trên trên năm từ thì giá của nó là 25 ONG nhé. Thì hiện tại thì mình chỉ có 100 thôi, mình vào kẹt được 100 thôi. Thì hiện tại là mình đây là bốn từ, tự nem là bốn từ, thì bốn từ đây là 125 ONG. Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ mua cái tên miền này. Ok, thì để mua thì các bạn chỉ cần là min thôi nhá. Sau khi các bạn tìm tên miền xong, nếu mà các bạn tìm tên miền dài á thì nó rẻ thôi. Các bạn tìm tên trên 5 chapter là chỉ có là 25 ONG thôi nhá. Thì các bạn sẽ chọn tên miền á. Ở đây là anh em ONG, ONT. Thì ở đây sau khi các bạn tìm tên xong á thì nó sẽ cho các bạn chọn, đó là cái phần domain, cái tên miền của bạn ở sau là chấm là gì? Chấm ONG hoặc là chấm ONT, các bạn chọn một trong hai nhé. Các bạn chọn một trong hai cũng được nhé. Thì các bạn muốn chọn ONT hay ONG cũng được nhé. Thì sau đó các bạn min thôi. Ok, thì ở đây mình sẽ chọn là ONG. À, chọn ONT cũng được mà chọn ONG cũng được, tùy các bạn thôi. Ok, sau đó thì nó sẽ hiện ra cái giá là cái tên miền của các bạn là có bao nhiêu đây. Là trả phí bao nhiêu là 25. Của mình là trên 5 chapter nhé. Cái tên của mình là trên 5 chapter. Thì đối với giá là 5 cái tên miền trên 5 chapter là khoảng là chỉ có 25 ONG thôi nhé. Ok. Thì sau khi các bạn file kẹt thì nó sẽ cho các bạn là 100 ONG. Thì chúng ta đủ tiền mua rồi nhé. Ok, thì để mình thì các bạn sau khi các bạn tìm tên miền xong và các bạn chọn cái đuôi tên miền ONT hoặc ONG xong thì các bạn nhấn nút min min now. Sau đó cái ví MetaMask của các bạn nó sẽ mở ra. Ok, sau đó các bạn trả phí thôi. Và phí trả cộng với lại là số tiền các bạn mua nhé là 25, tương đương là 25,43 ONG này. Ok, thì đây là testnet thôi cho nên các bạn cứ mua thoải mái nhé. Các bạn nhấn nút xác nhận. Ok, sau khi các bạn trả phí xong thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Có nghĩa là congrats on socket blockchain, có nghĩa là các bạn đã mua tên miền này thành công. Thì để kiểm tra thì các bạn chỉ cần tắt cái này đi nhé. Các bạn tắt cái này đi. Sau đó các bạn kéo xuống bên dưới này. Kéo xuống bên dưới ở phần My Domain này. My Domain này. Nó sẽ hiện ra một là cái tên miền của các bạn. Đấy. Thì để chỉnh sửa cái tên miền của các bạn thì các bạn chỉ cần nhấn vào Set Frame My này. Các bạn nhấn vào chữ đây, Set Frame My này. Ở dưới tên miền của các bạn nó sẽ có chữ Set Frame My. Các bạn nhấn vào, sau đó cái ví MetaMask của các bạn mở ra thì nó các bạn nhấn nút xác nhận, chúng ta trả phí để chúng ta chỉnh sửa cái tên miền của chúng ta thôi. Ok, xác nhận trên ví MetaMask. Thì để chỉnh sửa thì cái tên miền của các bạn có thể là thêm những cái mạng xã hội, những cái tên mạng xã hội của các bạn vào profile hoặc là trang web của các bạn nhé. Ok, sau khi các bạn trả phí xong thì các bạn tắt đi. Rồi các bạn nhấn vào Set Frame một lần nữa là các bạn sẽ vào được tên miền thôi. Ủa? Đợi đợi mình tí nhé. Như vậy là hiện tại nó chưa cho chúng ta là chỉnh sửa tên miền các bạn ạ. Hiện tại nó cho chúng ta chỉ mua thôi. Về việc chỉnh sửa thì chưa chỉnh sửa được nhé. Ok, chưa chỉnh sửa được nha các bạn. Ok, thì các bạn cứ mua thôi nha. Các bạn mua và các bạn có thể là kiểm tra, các bạn kéo xuống bên dưới ở phần My Domain này nè. Nó sẽ hiện ra các bạn mua bao nhiêu cũng được nha. Để mình lót lại thử nhé. Mình lót lại rồi mình sẽ xem thử là remote remind là xóa chính.
À, cái này là có nghĩa là đặt cái tên miền này là cái tên miền chính của các bạn á các bạn. Còn đối với các bạn mua thêm cái tên miền khác á thì những cái tên miền đó là tên miền phụ thôi nhé. Thì các bạn còn dư thì các bạn cứ mua thôi nhé. Trên năm chapter là chỉ có 25 ONG thôi, các bạn mua bao nhiêu cũng được nhé. Mua thì các bạn tìm cái tên miền khác các bạn mua thôi. Đấy. Sau đó các bạn nhấn nhấn vào nút C này. Đấy, rồi các bạn chọn tên miền ONT hoặc là ONG thôi, rồi các bạn ấn vào nút Min, các bạn mua là xong. Như vậy là xong. Testnet về domain rất là dễ thôi các bạn. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn tham gia vào cái testnet của cái dự án là Ontology Domains đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.